cả đời của người ta vì vật chất, vì cuộc sống, vì cái ăn cái uống cái ở, cuộc đời người cứ lao đao lặng đặng hoài mà mang cái thân này để mà muốn hưởng những thứ đó thôi. Nhưng mà cuối cùng thì con người ta thì ai cũng đến già và đến khi chết. Người ta nói chết là kết thúc của đời người, còn sống sao không hưởng thụ, sao kết thúc được? Nếu kết thúc gì thì các bậc chí không ai đi tu làm gì. Thái tử Tất Đạt Đa ngày làm vua chứ ngày đi vô trong rừng sâu ngày đi tu đạo làm chi vậy? Đó là bậc trí tuệ đó. Mà các ngài biết chết không có hết, nên các ngài mới chọn con đường giải thoát. Như hồi sáng thì Đức nói chuyện ở bên chùa bên kia, Đức nói đi qua khu yếu nhìn thấy mấy bà già như bà Cúc ở bên khu yếu, bà ngồi bà ăn gương mặt bà gì nữa vậy, tuổi già nhiều lắm nha quý vị, giống như là ba hồn chín vía nó bay mắt đâu, ngồi gì nè đút cơm vô miệng, đút vô nhịu nhạo mấy cô kéo áo lên, kéo áo lên câu chùi tiếp tục đút vô mặt gì nè vậy đó. Mình nhìn đi rồi mình thấy ồ vậy là tương lai mình cũng già vậy mà, ai mà tránh cái tuổi già đâu, sớm muộn mình cũng vậy à. Ngồi ngắt ngơ ngắt ngéo như quý vị, mấy cô đẩy ra ngoài nắng phơi nắng, ví dụ đi ngồi ngoài nắng phơi nắng buổi sáng, nhìn đi ngang kêu bà Cúc vậy đó. Rồi khi đút cơm vô quý vị già đút cơm vô ngậm hoài vậy đó, cái bà ngồi kế bên bà nói nhai không nhai đút đi ngậm hoài, bà già kế bên bà biết bà kia bà nói gì đó, ngậm hoài tôi tán cái gớt cái mà găng bây giờ mắc cười gần chết luôn vậy đó. Thì mình nhìn thấy đúng là con người cái quy luật tự nhiên rồi đến tuổi già. Vậy mà con người chúng ta tuổi trẻ mình không có biết chọn một con đường để mình đi đến một cái hạnh phúc rồi đi đến giải thoát. Nên những Đức nói rằng là mình nghe đạo, nếu mà mình thật sự mình hiểu thì mình sẽ thấy con đường nghe đạo của mình là càng đi thì càng mở rộng, mà con đường thế gian á, càng đi thì càng hẹp, đúng không? Thấy càng hẹp không? Tại vì sớm muộn cũng già, dù giàu sang phú quý cỡ nào thì cũng già, thì càng đi vô con đường này càng hẹp lại. Mình thấy có những người người ta có danh vọng ở xã hội, địa vị, khi người ta không làm cái việc mà có địa vị đó nữa thì người ta về hưu người ta lại nghỉ. Mấy vị thấy có những người người ta buồn lắm, tại vì lúc đương thời thì cái đón người đưa, mà lúc hết thời thì đi sớm về trưa một mình, nó buồn thiểu buồn thiêu, không ai ngó ngàng đến, không ai đến tìm mình để cái gì chứ. Lúc mình đương thời người ta đến, ta xin xỏ này kia tùm lum, mà lúc mình hết thời thì tự nhiên mình nghỉ, không ai ngó ngàng đến. Mà nếu như cái lúc đương thời mà mình còn sống nó không đúng nữa, mình làm không đàng hoàng vì tiền bạc vật chất mà bất chấp mọi thủ đoạn, thì lúc mình hết thờ người ta còn coi rẻ mình, bước ra kẻ chỉ tay người chỉ chân, người nói này người nói nọ, thấy không? Từ nơi đó mà mình thấy không, viết cái buồn quá ở trong nhà luôn, vì không có bạn cùng thờ đi đến, còn bước ra ngoài đường thì thấy người ta coi thường mình, tự nhiên thấy tuổi già hẩm hiu, thấy chưa? Dù là có danh trong thế gian, có tiền trong thế gian, trong cái thờ khác nào đó, nhưng mà dẫn đi vào con đường tiêu cực của cuộc đời đó. Nên chúng ta nghe đạo, mình sống thiện, sống tốt, sống có ý nghĩa, chúng ta lại gặp nhau trong cái cuộc đời này, hướng đạo tu hành. Thì biết càng về già sao thì những Đức thấy người tu càng già càng có giá, nhưng phải tu làm sao để cho càng già còn có giá thì coi lại cái tu của mình. Có những người những Đức đã từng biết nè, như thí dụ như hòa thượng mình bây giờ ngày càng già ngày càng có giá, nói mà bây giờ người ta mời thỉnh ngài đi đến một cái nơi nào ngồi chứng minh thôi, chỉ ngồi đó thôi một chút, thì nếu mà người ta cúng dường cho hòa thượng phải cúng nhiều hơn tất cả người khác, mà cúng còn phải quỳ xuống cung kính mà cúng, đó là càng già còn có giá, đúng không? Và những Đức cũng thấy rõ ràng có những người cũng đi tu và càng già càng hết giá. Đây là những Đức đã thấy hết luôn. Những Đức ngày xưa trên Đà Lạt, những Đức quen rất nhiều sơn tăng, nói thật là nhiều người sơn tăng họ thích những Đức lắm, tại vì họ nói chuyện thẳng thắn, những Đức cũng nói chuyện thẳng thắn, nói chuyện rất là vui. Mà những Đức thích những con người mà đến những Đức là nói chuyện quạch tẹt, nó thẳng thắn, nói vui, đừng có nói văn tự dòng do tam quốc, những Đức không thích. Người nào đến những Đức là nói chuyện toàn là những người phải thẳng thắn rõ ràng, quạch tẹt, vui vẻ, gần gũi thì những Đức thích lắm. Thì nhớ là gặp nhau rồi có khi nói chuyện chút, cái những Đức tặng cho họ gạo, tặng mì, tặng nước tương, họ đem về sơn tăng mà họ ở trong núi hoặc là ở cốc được đó,
Nhân Đức hồi xưa trên Đà Lạt ưa chơi chung một số vị gì đó. Thì vị biết rằng là sau này họ lớn tuổi, như xuống đây cũng quen một vị lớn tuổi ở cốc. Con lần Nhân Đức kêu, thôi già rồi vô trong chùa ở đi, sau này có mắt thì Nhân Đức lo cho, chứ thấy thầy già lớn tuổi quá thì đi lụm cụm, cứ lâu lâu hết mì này kia đến Nhân Đức đưa cho một miếng ăn, nhưng mà thấy sợ đêm hôm á, thầy mắc không ai lo thầy tội nghiệp ở cốc con mình. Nói thôi giờ tôi cũng còn đi tới lui được, tôi quen ở cốc còn uống cà phê, rồi lâu lâu hút một hay điếu thuốc. Từ nơi đó tôi vô và tôi theo cái khuôn của thầy cũng được, rồi tôi làm phiền thầy, lúc đó mất công chở mặt nhau mất công. Tôi thấy thầy cũng khó quá, nói là tôi khó tôi mới quản chúng được chứ. Nhưng mà bây giờ cái gì cũng có cái giá của nó thầy. Giờ thầy cứ có nhiêu đó mà cuối cùng thầy mất đi rồi thầy sao đây? Thầy buông cái đó đi, trong khoảng thời gian còn lại Nhân Đức thấy thầy không còn lâu nữa đâu, ông nói thôi để tôi yếu một chút nữa thì tôi vô. Sau cũng hẹn lần hẹn lựa, thầy quen nhau từ trên Đà Lạt xuống tới đây thấy cũng tội nghiệp nó, thì ông ở cốc ông quen. Xong quý vị biết rằng sau này không thấy ông đến thì hỏi thăm, nghe nói ông chết, nằm trong cốc chết không ai hay. Thấy chưa? Nghe cái gì nó cũng có cái giá của nó, nghe chưa? Như Nhân Đức ở trong chúng, Nhân Đức chịu cực, Nhân Đức lo cho chúng một chút, nhưng mà Nhân Đức lại có cái giá của Nhân Đức đó. Nhân Đức mà bệnh đau cái gì cái là chúng người ta lo lắng Nhân Đức lắm. Nói đơn giản thôi, cảm thấy sống hạnh phúc ghê. Đi đâu một ngày hai ngày là chúng chùa là tự nhiên nhớ thương mình. Nhân Đức nói thiệt đó, Nhân Đức đi qua đây hai ngày, đừng nói đi đâu xa, hai ngày qua đây thôi mà chúng ở bên chùa người ta đã nhớ rồi, quen rồi. Lúc nào ăn cơm buổi sáng là có mặt, buổi chiều là có mặt, bằng ngày buổi trưa là ở đây bên kia là quen rồi. Chỉ cần mà đi hai ba ngày mà không ở chùa thôi là chúng người ta đã nhớ rồi. Rồi các cô nó chạy nó chờ để nó chờ mình về rồi, thấy như là con mà chờ cha mẹ đi đâu xa vậy. Cái hạnh phúc đó sống dù là mình không có vợ có con, nhưng mà cái hạnh phúc này nó là một gia đình đặc biệt ghê. Ở đâu mà tìm ra vậy? Bởi vì rõ ràng không, mình chờ người thì có người chờ mình thương người thì có người thương mình, mình lo cho người thì người lo cho mình. Cái cuộc đời, cái nhân, cái quả nó đã xác thực rồi còn gì nữa. Tại sao mình không sống á, đến với nhau á, đừng có vì cá nhân mình, mình hãy vì người đi để cho người vì mình. Cuộc đời mà có người vì mình vì người ta vì mình, thì cuộc đời mình cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, đúng không quý vị? Nó rõ ràng luôn đó. Bây giờ Nhân Đức nói thiệt chứ, ví dụ như Nhân Đức mà chết bất tử thì bao nhiêu Phật tử người ta cũng thương tiếc. Cuộc đời người vậy cũng ý nghĩa chứ giỡn đâu. Chứ nếu như Nhân Đức mà không đi tu ai mà thương tiếc? Mày chết phước cho rồi, dùng cái thứ ăn nhậu hư hỏng, chết tôi mạng cũng được, chết bớt một đứa đỡ một đứa hư trong cuộc đời này, đúng đấy chưa? Còn mình nghe đạo rồi là mình á, quay đầu như hồi sáng gặp một anh này tay chân cũng xăm rồi tùm lum tùm lá, nghe những ăn nói, anh nói là anh muốn quay đầu là bờ. Nó được, quay đầu là bờ đó. Nó xăm mình cũng không phải là người xấu đâu, có khi vì còn cái hình ảnh ta thích, ta thích xăm mình, chứ đâu phải xăm mình là người xấu đâu, hiểu chưa? Cái người xăm mình không phải là người xấu, xấu là do cái tâm của người mình xấu thôi. Chứ cái hình thức bên ngoài mình nhìn người ta xấu cũng chưa chắc là người ta xấu, mà có những hình thức nhìn đẹp lắm mà cũng chưa chắc là tốt đâu quý vị. Có những người mình nhìn người ta dễ thương lắm, đẹp lắm mà người ta lại ác tâm. Còn có những người mình nhìn người ta thấy người ta ác cái gương mặt mà người ta lại hiền về cái tâm, ai biết được. Nên trong cuộc đời này mình không có đón được cái qua cái hình ảnh đâu quý vị à. Nên con người mà biết quay đầu thì Phật nói quay đầu là bờ. Nên Phật nói có hai hạng người mà Phật khen lắm. Một hạng người là hư dữ lắm mà biết quay đầu. Một hạng người cả đời không có hư. Nhưng kiếm cái hạng người mà cả đời không hư hiếm lắm. Cái hạng người mà hư rồi quay đầu thì mình kiếm thì có. Trong cõi đời này chúng ta đều có cơ hội. Mình hư gì hư, nhưng mình chỉ cần học Phật, mình quay đầu là mình thấy mình có cơ hội rồi. Nên Phật nói quay đầu là bờ là gì đó. Đó. Nên mình mà gặp Phật Pháp là mình thấy mình đều có cơ hội hết trơn ha. Mình có cơ hội sống tốt nè. Như Nhân Đức cũng từng hư, cũng từng hư mà bây giờ Nhân Đức cũng học Phật, cũng chia sẻ Phật Pháp, ta nghe ào ào. Nó bây giờ trên mạng cũng đầy những buổi giảng hết trơn. Mấy chục ngàn người, trăm mấy chục ngàn người, 200 ngàn người có những buổi giảng, ta có đông vậy đó. Thì vì biết rằng là
Từ một con người hư hỏng mà quay đầu nhờ Phật Pháp mà cho mình được sống gì, nên gọi là Phật Pháp cứu đời tôi rõ ràng luôn. Vì thì mỗi người chúng ta gặp Phật Pháp là đúng là Phật Pháp cứu cuộc đời của mình, mà lại mở rộng con đường mình ra, càng đi càng tốt nữa chứ. Nên những Đức nói mỗi một tôn giáo nào chúng ta cũng cần sống và nghe cái tốt chứ. Chúng ta đừng có chấp nặng rằng là chúng ta học cái tôn giáo đó rồi chúng ta không học những tôn giáo khác. Cái nào có cái hay thì chúng ta học à. Học đạo mà như vậy thì mới mở rộng con đường học đạo. Còn học đạo mà đi vào tiêu cực thì con đường mình sao mở rộng. Có người học đạo mà có người cái tâm hẹp hòi thì không bao giờ học được bao nhiêu đâu. Dù cho mà là mình học Phật giáo hay tôn giáo nào đi chăng nữa, Thiên Chúa Sa giáo đi chăng nữa, cái gì mà hay thì mình cứ học à. Cái gì mình thấy nó vui, nó hay, nó tốt thì mình học. Nội mà những Đức nói câu này không, chúng ta cũng cần học nữa. Đừng có buồn người để trong tâm. Nói hoài luôn đó mà mấy bà ngồi dưới còn buồn á. Cứ nói hoài đừng có buồn người để trong tâm đó. Vậy đó mà đi về là nghe cái là không buồn, mà về nhà buồn. Thì coi chỉ một câu vậy thôi đó mà làm dễ không? Chỉ một câu là đừng buồn người để trong tâm thôi đó mà dễ làm không biết liền à. Chỉ cần đừng buồn người để trong tâm là hình tướng vui liền à. Còn buồn người để trong tâm là hình tướng nó xấu liền à. Nó nên á, chùa mình bây giờ thứ bảy này nè, cộng tu á, là tất cả tăng ni mà ngày Chủ Nhật đều qua đây hết. Cái nhà ăn mới á, những Đức vừa mua bằng inox rồi sắp xếp sẵn hết. Có một nhà ăn luôn quý vị thấy không? Tính đúng thời điểm luôn. Ghê thiệt chứ. Gì cũng Phật sắp xếp. Bây giờ mà không tính mai mốt mưa chứ tăng dân y bên đó ăn cơm làm sao? Bên hộ pháp nhân Chủ Nhật đông quá bị nghỉ đi. Ngồi ăn cơm làm sao đây? Rồi chứ tăng dân y thì mình cư sĩ còn ngồi chỗ này ngồi chỗ kia. Chứ tăng dân y mà tùm lum tùm la chứ sao này chuyện lu bu. Không hay. Rồi chen chúc chặt chội. Nên bữa nay những Đức Chủ Nhật bữa đó thông báo chứ. Bữa nay chưa tăng dân y thứ bảy, từ hôm nay là đi qua đây hết. Là ở trên lầu, trên lóc nhà. Em qua đây hết. Rồi xong á, bữa nay á, phát phiếu đều hết. Cứ 8:15 là giao cho những quan bên đây, giao những quan coi sắp xếp bên chư tăng ni đàng hoàng. Hôm qua những Đức chỉ hết trơn à, giao những quan ở đây đó, những quan sắp xếp chư tăng dân ni giúp giùm để cho nó ổn định đậu tràng. Rồi có nguyên một cái nhà ăn, chư tăng dân ni thì chịu khó ở lại một chút. Khi mà mình phóng sanh cũng biết thực xong, chúng ta mỗi người đều có ông bà cha mẹ. Mình đi đến đây mình tu, có khi người ta cũng ngồi, người ta cũng nghe pháp chung với mình. Rồi khi cúng đi thực đồ đó thì người ta cũng hưởng tài thọ thực. Tại thường người thân mình họ chấp mình đi theo mình không à, mình ở đâu họ ở đó đó. Nên bây giờ thôi mình ở lại một chút, phóng sanh cúng đi thực xong á, xuống cái nhà ăn đi, nhà ăn quạt nhiều lắm. Rồi đèn sáng, bàn mớ luôn, ghế sắp hết rồi. Xuống đó có người ta dọn cơm nước hết, rồi vô ngồi ăn chung đi. Ngồi ăn xong hết trơn đó, rồi Phật tử người ta, ai cúng dường người ta cúng dường đó. Rồi những Đức gỡ cái bao thư cho nó có bài bản quý vị. Cho giống như ngồi ăn cơm, mình đi ngang mình để tiền mình xuống mình cúng dường, để cho nó có bài bản đi, làm thành một cái lịch trình đi. Thấy không? Chứ đừng có ngồi tùm lum tùm la, nó không có hay. Bây giờ mình về đây rồi mình làm từ từ cho nó có bài bản cho lâu dài. Không tuy là những Đức đồng một cách gì không có bao nhiêu nghe, nhưng mà những Đức là chơi bền đó, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Nhớ cái câu á, ăn ít no dai, ăn nhiều tức bụng. Mà có đâu ăn nhiều, thà ăn lai rai mà ăn hoài mà có hoài. Cố gắng hỗ trợ như Đức một tay để sắp xếp cái đậu tràng cho nó ổn. Có phước thì có phần, không cần thì cũng có. Còn không có phước thì không có phần, có đi dành cũng không được. Nhớ chưa? Nhớ đó. Từ nơi đó mà về đây mà cứ vậy đi thì nói với mình, anh em huynh đệ mà có duyên, những Đức có cơm thì quý vị nhất định cũng có cháo. Hiểu không? Chia sẻ nhau mà sống. Đó thì những Đức thấy rằng là những Đức lo bao nhiêu việc mà những Đức còn nghĩ đến quý vị chút vậy đó. Bây giờ qua tới đây những Đức giao những quan sắp xếp thì coi giúp giùm mà hỗ trợ đạo tràng cho nó ổn định, làm việc cho nó có bài bản đàng hoàng. Nó đeo phiếu đồ đâu vào đó. Để làm chi phải không? Để cho những người đến lúc 8:15 đeo phiếu, qua giờ đó là không có đeo phiếu. Nhưng bữa nay bữa đầu tiên ở bên đây thì mấy anh em coi đeo phiếu hết đi. Nhưng mà từ hôm nay là mỗi 8:15
là phải đeo phiếu đâu vào đó hết. 8:15 là giờ chuẩn bị niệm địa chung 20 phút, nhớ nghe. Đeo phiếu đâu vào đó để làm chi phải không? Để cho tất cả những người đi đến đây là từ khởi đầu và đến kết thúc là giờ ăn cơm, nhớ đó. Nếu không đeo phiếu á thì ai cũng đợi tới cái giờ chuẩn bị cúng dường ta mới đến. Vậy thì cái làm việc nó không đặc biệt, thực sự cái tâm Những Đức cũng dành cho quý vị. Tại vì Những Đức có khi chia sẻ Phật Pháp, quý vị ngồi đó nhưng mà mưa lâu thấm đất à. Từ từ với quý vị cũng cảm nhận, ông thầy ông đi tu cũng như mình, cũng mới đây thôi. Nhưng mà tại sao còn nuôi được 1,300+ 1,400 người, mà lo bao nhiêu chuyện, mà còn xây chùa cùng với Hòa Thượng, còn tổ chức bao nhiêu chương trình. Mình phải nhìn là cái pháp tu này, mình phải coi là cái pháp tu này sao mà nó thù thắng vậy. Rồi từ từ rồi tự nhiên thấy, ô, mình thấy mình tu một cái môn nào để mình thấy cơ hội tuổi già mình sao không có được gì chứ. Thấy khó vô quá. Nên từ nơi đó mình nhìn nhận từ từ, rồi cái tự nhiên người ta sanh cái phước duyên, cái tự nhiên người ta tiếp nhận cái pháp môn tịnh độ. Đó là cái tâm Những Đức dành cho quý vị đó, 100% Những Đức nghĩ vậy đó. Chứ Những Đức bây giờ thì Phật tử ào ào về đây rồi, không lẽ Những Đức bây giờ đi lôi kéo chư tăng ni về đây đông làm gì. Nhưng mà vì cái nhân duyên con người đi tu với đi tu với nhau, mà quý thầy quý sư cô ở cốc đồ này kia, Những Đức nó thật sự mình đã nói là càng tu thì mình càng thương người. Nên mình nhìn người ta cũng hình tướng giống mình thương. Như những bản thân Những Đức đi tu là Những Đức thấy Những Đức rất là đầy đủ, nó thật lòng mà nó đầy đủ lắm. Cả chúng trong chùa Những Đức từ hàng cư sĩ mà ta còn đầy đủ kìa. Ta không cần phải bận tâm lo âu gì kìa, mà ta sao rất đầy đủ kìa. Nên từ nơi đó mà cũng có những người đi tu nhưng mà chúng ta lại thiếu. Nên đó là cái điều mà tấm lòng chúng ta đến với nhau. Đã là có tấm lòng thì chúng ta sẽ hưởng cái phước lâu dài. Mà muốn hưởng cái phước lâu dài là biết hộ trì với nhau để cho đạo tràng chúng ta thịnh vượng. Rồi bây giờ đi về đây Những Đức thấy quý vị vậy đó, Những Đức cũng có một tấm lòng. Tuy một tấm lòng nho nhỏ nhưng quá nhiều con người nó thành ra một tấm lòng lớn lắm á. Nó không phải là nhỏ đâu nghe. Nó thật lòng á. À, quý vị coi, thí dụ như bây giờ cộng tu thứ bảy với cái lượng người ở đây á, nếu mà tất cả Phật tử đi về đây cộng tu thứ bảy này mà bỏ vô thùng tam bảo cho Hòa Thượng, nó thiệt chứ không có nhiêu tiền đó quý vị. Cao tay lắm được chừng 20 triệu, 30 triệu dữ lắm mà. Đó là cộng tu thứ bảy người ta chút chút đã bỏ vô. Mà Những Đức mà cúng dường chưa tăng ni là tính ra hơn 100 triệu. Thì quý vị biết rằng cái tấm lòng Những Đức dành cho quý vị vậy thì cỡ nào. Đó là Những Đức nói tặng đáy lòng mình, đừng có nói nhiều nói ít gì chứ. Nội mà cái việc làm đó thôi thì nó đã quá nhiệt tình hết mình với mình rồi. Tuy nó có một chút nhưng do nó quá đông. Nó một người Những Đức bỏ vô thư 250 ngàn, nhưng mà đông lắm đâu có giỡn đâu. Quý vị thấy khi mà người ta xớt bát cúng dường không, 1,000, 2,000, 5,000, chút không. Tuy gom lại đông người chứ không được bao nhiêu. Nhưng mà cái tấm lòng Những Đức nghĩ rằng giữa con người đến với con người, cùng là những người đi tu với nhau quý vị à, mình có cơm mong họ có cháo, sống với nhau cũng chia sớt nhau mà sống trong cuộc đời này. Vì cuộc đời hiện tại nó đang khó khăn quá. Cái chuyện mà sống bên ngoài bây giờ cũng gì, làm ăn đâu có dễ đâu. Nhiều người ngày xưa người ta giàu quá trời luôn, bất động sản đồ buôn bán giàu quá trời, bây giờ đứng hình. Bây giờ nhà cửa người ta mà nhiều người người ta muốn đi vô chùa tu, người ta muốn cúng dường tiền bạc mà người ta muốn bán của bán không được luôn. Nhiều người ta nói bán không được luôn, quý vị đứng luôn á. Tại vì biết cái kinh tế bây giờ khó khăn vậy mà mấy người ta đi cúng dường nữa. Nên cái việc khổ là khổ cả chùm trong cái cõi đời này. Nó sung sướng, nó đầy đủ thì đầy đủ hết trơn. Mà nó mà khổ là nó khổ cả nhóm hết trơn đó. Nhưng mà ngôi chùa mình là đúng quá phước báo. Cái chuyện mà nó kết duyên cho chúng sanh khắp nơi nơi người ta lợi ích. Cái tình cảm mà người ta về đây mà thấy chúng của mình quá nhiệt tình lo cho người ta. Mà khắp nơi nơi mà người ta nhìn đó mà người ta thấy thương mình. Thấy mình quá nhiệt tình rồi. Cực lực nuôi các cụ già. Tuy là thờ thế khó khăn mà cứ động viên các cụ già về chùa. Mà ở đây càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đông hơn 400 người. Quý vị coi người già bây giờ ở đây càng ngày càng đông. Hai dãy nhà này, bốn cái thang máy sắp sửa xong là bắt đầu là hoạt động bốn cái dãy, hai cái dãy nhà này. Rồi tiếp tục quý vị coi 3-4 dãy nhà đang xây dựng bên đây quý vị coi. Rồi tuốt ngoài cổng chùa chuẩn bị móc móc. Bao nhiêu chuyện làm đâu có đơn giản đâu quý vị. Vì nhìn ngoài cổng chùa phải là chuẩn bị móc móng hay không, cái nhà cái xăng ngoài kia ngoài đang chán nền rồi đó. Rồi mấy dãy nhà mới này xây sắp sửa xong, mưa dài đám đổ nền nè, đổ nền hết nè, bê tông đổ sạch hết luôn đó. Rồi chùa chiền mọc lên, đèn đuốc bắt xanh quanh chùa như thành phố vậy đó, để cho người già này ở. Bữa đó có cái ông đó mà ổng là bác sĩ ở bệnh viện thành phố lớn gì đó, mà ổng vô chùa mà ổng cầm máy phim lên, nó quay một công đoạn.
Mà ông nêu một công đoạn nói rằng trời ơi, chỗ ở nuôi người già mà còn hơn là bệnh viện lớn nữa, quá cao cấp. Ông nói vậy đó. Mà ông quay một công đoạn ngắn thôi mà chỉ có 2-3 ngày mà ta coi hơn 1 triệu người. Thế vì biết rằng người ta nhìn thấy cái cảnh quan mà nuôi người già gì đâu mà cái quy mô nó kinh quá. Những đức nói trong cuộc đời hòa thượng mà xây chùa mà những đức có duyên nuôi người già gì. Những đức thấy rằng là cuộc đời mình đến khi mình chết thì mình đứng mình cười cái mình chết. Quá mãn nguyện cái cuộc đời của người mình đến cái cuộc đời này rồi còn gì. Coi đi. Nên những đức nói à Phật tử mình về đây mình ngồi đang gì, quý tăng ni mà ngồi đang gì. Đây là cái sự hộ trì cho Tam Bảo lớn lắm. Thật sự mà nói bây giờ Tam Bảo thì cũng là Tam Bảo, đâu phải Tam Bảo nào cũng thịnh đâu. Nó, chùa là tổ ấm ta về. Tổ ấm là gì? Là thương nhau á. Chung tay xây đắp chẳng nề hà chi. Là nhiệt tình mà mình, người có công có cửa để mà chung tay xây đắp chẳng nề hà chi. Công phu công quả hộ trì. Mình công phu là tu hành, công quả là nhiệt tình làm những việc gì mình phụ trợ được. Khi mà công phu công quả nhiệt tình rồi, già lam hơn thịnh phước gì lớn hơn. Hơn thịnh nè. Già lam là ngôi chùa hơn thịnh phước gì lớn hơn là nhiều người được nghe pháp tu. Nó chùa nó có cái pháp tu rồi nghe được cái sự bình an trong cuộc đời mình. Dù giàu nghèo đẹp xấu cũng cảm thấy bình an trong cái cuộc đời mình. Đâu phải con người chỉ có giàu đẹp nó mới bình an đâu. Mà cái xấu nghe Phật pháp cũng bình an nữa. Mình xấu mình lùng mình lé mình hô, mà mình nghe Phật pháp rồi mình đoạn đi cái tâm lùng lé hô đó đó. Con người khổ đau từ cái lùng lé hô là cái tâm khổ á. Mà Phật pháp nó xấy vào tâm quý vị. Nó xóa tan cái tâm lùng lé hô đó đó. Những đức nói cho quý vị nghe, con người phát xuất cái khổ là từ tâm mà ra không, bị kiểm đi. Ác là từ tâm mà ra không. Tất cả thiện tâm ác tâm đều do từ tâm mà sanh. Nên con người chúng ta mà học đạo là phát từ tâm mà học. Đã học Phật hiểu nhân quả rồi, tự nhiên mình thấy rằng cuộc đời con người mình hạnh phúc quá trời hạnh phúc luôn. Tại vì sao? Vì mình thấy rằng là mình quá ý nghĩa. Mình sống và cuối đời mình lại có con đường đi về. Mà lâu lâu rảnh thì cứ sắp xếp đi đến chùa. Như lễ còn mấy ngày, hôm nay mùng 4 còn 6 ngày nữa tới lễ nữa, 3 ngày liên tục luôn. Vì coi 3 ngày liên tục lễ, 5 ngày mà chúng ta tổ chức 3 ngày đó. Đó từ thứ bảy, chủ nhật, thứ hai là 3 cái ngày chính nhất đó. Còn 2 ngày mà lễ nghỉ bù thì một là vì ở nhà với gia đình, còn hai là cứ ở chùa cộng tu. Tính sao phù hợp đó là tính. Đó thì những đức với họ bữa đó nói là bữa sáng á là chúng ta tổ chức chính nha. Là ngày giỗ tổ Hùng Vương, đám giỗ của toàn thể ông bà tổ tiên chúng ta tập thể luôn. Bữa đó có ghi cầu an cầu siêu, cứ kệ mình cứ ghi đi. Những đức nghĩ cái này tốt quý vị. Cái một tâm tốt nhỏ cũng đừng bỏ, một cái tâm ác nhỏ cũng đừng làm. Từ nơi đó mà cái tâm thiện nhỏ cũng nên làm đi, để cho ông bà tổ tiên mình có cái tên trong ngôi Tam Bảo, có cái duyên ở trong chùa. Rồi buổi chiều á, những đức nghĩ rằng chúng ta nên cộng tu bên hộ pháp luôn đi, cái ngày dỗ tổ Hùng Vương cho nó được ngày luôn đi quý vị. Ừ, làm thì làm tới luôn đi. Chứ bây giờ có một buổi sáng buổi chiều nghỉ, những đức cũng thấy buồn cái miệng. Thấy chưa? À, buổi sáng là mình qua tu đây, rồi buổi chiều mình qua bên hộ pháp, mình cộng tu buổi chiều bên đó, phóng sanh cũng biết thực luôn cả ngày đó cho nó ý nghĩa, hai bên chùa luôn. À, rồi ai ở lại được thì ở lại luôn, rồi tối lớp đạo làm con, rồi sáng mai chủ nhật cộng tu tỷ vị. Nhưng mà về sáng mai chủ nhật đến cũng được, tính sao thấy phù hợp nhất thôi. Nó cứ lao đi tu đi. Nó, đi tu là tu phước tu duyên, cứ lao đi tu đi là hay nhất à. Các đoàn xe đó phát động chương trình lên ở Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố ở Bạc Liêu, Sóc Trăng gì đó, cứ đưa lên cái danh sách. Các vị trưởng đoàn khắp nơi nơi nên gỡ cái địa chỉ danh sách qua để cho chùa mình đưa lên cái bộ danh sách của các tỉnh thành, những đoàn xe đi tên gì và Trần Thị Én gì đó đưa lên. Hiểu chưa? Số điện thoại gì đó, bà Mai, bà Thư, bà gì đó, bà Chuyển, bà gì đưa số điện thoại vô. Rồi tôi đưa vô một cái danh sách, một cái bảng danh sách đoàn xe ở đâu đâu á. Từ nơi đó ở Vũng Tàu ta điện cho bà đó, ở Đồng Nai ta điện cho bà nào, thành phố điện cho bà nào. Vậy nó rất là hay, tại chùa nó phát động mạnh hơn. Đưa ra một cái danh sách vậy luôn, ở cái dù dùng đó người ta nghe được. Người ta muốn đi, người ta điện cho bà đó điện xe thêm. Cứ là như vậy nó phát động cái những cái chương trình của trưởng đoàn. Nhưng Đức nghĩ cái cách này nó rất là hay. Chứ quý vị bây giờ có thông báo cũng là cá nhân, còn cái chùa mình vẫn là cái chính nè. Nên mỗi một buổi giảng như Đức ở phía sau, như Đức để cái bộ danh sách
mà của tất cả tên trưởng đoàn vô cái phía sau buổi giảng. Khi người ta coi xong á, là hoặc là nó chạy cái hàng chữ đang nghe pháp á, là tên trưởng đoàn ở vùng nào sao sao, ai muốn đi cộng tu thì cứ điện cho người đó là rước ở chỗ nào ta chỉ cho. Vậy thì từ từ tất cả các trưởng đoàn phát động cái chương trình mà dẫn người ta đi tu, mà người ta cũng bỏ tiền ra thôi, nhưng mà mình lại có cái công là mình hướng dẫn người ta, rồi mình thuê xe, rồi bắt đầu là người ta lên xe, rồi mình làm trưởng đoàn mình dẫn đi tu. Cách này phát động mạnh nhất quý vị, đúng không? À, hôm qua gặp với cái cô kia là cô Sòn ở bên Mỹ về. Cô này cô cũng kết duyên nhiều chùa dữ lắm nghe. Cô thì không có chồng con, nhưng mà có tự nhiên cô phát tâm cô làm, tự nhiên có thằng con nuôi kết hợp với cô, ngộ ghê. Cô nói rằng là lễ vía 4 ngày 19 tháng 6 cô dẫn 1.000 người đi. Dẫn 1.000 người quý vị. Cô nói rằng là 1.000 người là hơn 400 triệu. Đặt máy nghe pháp luôn là khoảng hơn 500. Là hơn là 1.000 người cô dẫn 1.000 người đi tục. Nói vì quý vị biết rằng là cái chương trình đó, mình đưa lên cô nói rằng là con thích thầy đưa lên chương trình gì con cũng muốn làm chứ. Nhưng mà bây giờ thầy biết rằng là đất đai bây giờ nó đứng lên hết trơn rồi thầy. Với tuổi tác của con bây giờ con nghĩ con muốn về Việt Nam sống. Nhưng mà bây giờ nó đứng lên hết rồi. Con mà phát triển được là con nói thiệt chứ con hỗ trợ với thầy xây chùa hết trơn. Tại vì con nghĩ con lớn tuổi và con nhất định con về chùa Hộ Pháp ở. Về tuổi già đã lớn tuổi rồi nhưng mà vui lắm, gương mặt vui dữ lắm. Gặp cười suốt à, học lớp 3 như những đức luôn. À, hịch hạc vui vẻ dữ lắm, cười hú hí tối ngày, gặp là nói chuyện hịch hạc cười hoài vậy đó. Tên Sòn à, nên à, từ nơi đó mà mình thấy rằng là mình làm việc trong Phật pháp có những người đặc biệt ghê. Mà những đức thấy rằng chùa mình tất cả trưởng đoàn ai mà biết những đức toàn là những người bình dân không, chứ những người cao xa thì không có thăng những đức nhiều. Nhưng mà những người biết những đức ta đa phần là những người đơn giản bình dị. Nhưng mà cuộc đời vì suy nghĩ đi, đơn giản bình dị là hạnh phúc đó nghe. Những đức thấy rõ ràng rồi đó, mình đơn giản bình dị trong cái sống cái ăn cái ở của mình là mình sẽ hạnh phúc à. Còn con người mà nặng nề vì cái ăn cái sống cái ở nó nặng quá là mình sẽ khổ. Khổ vì nó mình sẽ làm nô lệ cho nó. Nên chúng ta muốn sống mà có niềm vui là chúng ta đừng nên làm nô lệ cho vật chất. Chúng ta hãy sống làm sao cho nó có ý nghĩa trong cái cuộc đời của mình. Vì cái muốn có được sự an tâm và niềm vui là từ cái sự an tâm phát đầu, đứng đầu nhất. Quý vị coi thời thế nhiều kiếp nạn dãy đầy, con người đã quá bất an rồi. Ta làm bao nhiêu nghề nghiệp gì, vật chất gì, tiền. Bữa trước những đức chở mấy chú chùa đi lâu lâu mấy anh em mà ở đây mình lo cho chúng hết mà. Ai mà có khi người ta cũng không biết, chở nguyên vàng mấy chú đi, đi ra ngoài tiệm răng đồ này kia cho ta vệ sinh răng cho mấy ổng. Khi mà ăn chay tu hành mà tự nhiên còn trẻ mà cười ra cái nhìn dơ giấy người ta cũng coi thường, thấy tu mà dơ quá, hiểu không? Không có kỹ lưỡng. Nên từ đó mà dẫn ra tiệm răng vệ sinh răng rồi cạo vôi răng. Mà đông quá thì đức chia ra 3-4 chỗ làm răng để cho làm mau đang rước viền lượt. Mà như đức cũng ngồi đợi 4 tiếng rưỡi giỡn đâu. Từ 5 giờ chiều mà cho tới 9 giờ 45 mới về được chùa Hộ Pháp. Ngồi ngoài đường á. Thì như đức ngồi đợi, như đức ngồi ngay chăn cái bùng binh, ngay bùng binh đó. Thì như đức ngồi lùm lùm ngồi trong cái xe, tắt đèn ngồi nó niệm Phật. Thì thấy tự nhiên có hai em chạy xe tới. Chạy đến là mình biết rồi. Xưa mình trên thành phố mình biết. Thì ngồi ngay cái lùm để đợi mấy ổng ngay chăn cái bùng binh. Lỡ gõ cửa xe. Mình bấm cửa xuống. Họ hỏi anh cần vui vẻ gì không? Thấy đội nón kết, thấy đội nón kết bịt khẩu trang ấy vị. Ra ngoài là thường đội nón kết bịt khẩu trang bằng đêm lùm tối tối. Thấy đội nón kết mà đi xe mà thấy xe cũng bự, có gì vô xe luôn. Anh này cần vui vẻ gì không? Vậy Đức nói ngồi đây cũng vui rồi. Thôi ngồi vậy ở đây sao vui được, buồn lắm. Có mấy em mới vui nói à, thôi hai em đi chơi chỗ khác đi, anh đây vui được rồi. Hiểu không? Ông mình cũng vui tính á. Xong cái là nói chuyện qua lại chút xíu. Người ta cũng rủ ren lắm chứ không giỡn đâu nghe quý vị. Nghề nghiệp mà nói chuyện là rủ ren dữ lắm, không phải giỡn đâu. Lạ lướt rủ ren lắm. Mình thì từng trải thành phố mình hiểu quá, mình biết, nhìn là biết rồi. Mình không cười ai đâu. Rồi xong nói chuyện qua lại một chút, những đứa hỏi ồ sớm giờ có khách khứa gì không? Đó, thấy chưa?
À, sáng rồi sớm giờ có khách khứa gì không? Nó thì hỏi là biết rồi, Văn hỏi là mấy em nói rồi, đây cũng chắc Văn hiểu biết. Chiều giờ có khách khứa gì không? À, xong nói lúc này làm ăn khó khăn thấy ế ẩm quá. Làm ăn khó khăn thấy ế ẩm quá. Nhưng Đức nói bữa nay làm ăn ế ẩm mà gặp tôi thấy mọi không biết hên hay xui á nghe. Cái nó nói gặp anh là biết hên rồi đó. Gặp anh là biết hên rồi, nó đâu có biết thầy chùa đâu mà hên. Thầy biết tại thấy đội nón bịt khẩu trang nó thì nói chuyện kiểu đó thì ai nghĩ là thầy chùa đâu. À, thì mình ngày xưa ngoài đời mình cũng hiểu, mình thấy tội nghiệp người ta, quý vị nhìn các cô mình nhìn ta thấy tội nghiệp người ta ghê, thấy các cô mình nó hạnh phúc ghê, giờ nó có thể nó nghỉ ngơi hoặc là nó ngồi chơi chị em nhau trong chùa bình an, còn người ta giờ này phải gông gũi đi kiếm tiền qua cái thân xác, mình thấy tội nghiệp người ta ghê quý vị. Xong cái nói chuyện qua lệ chút cái những đứa cầm cái nón này như làm nè. Lột nón ra thấy đầu chọc lóc quý vị. Hai đứa nó cũng giật mình kinh ngạc quá. À, xong rồi nhà Đức nói thôi không có gì đâu ngại, nói chuyện qua lại nhà Đức cũng khuyên Phật pháp chút xíu. Cái thấy hai cái vòng đeo tay nhà Đức lấy hai vòng rồi nhà Đức đeo cho hai đứa. Xong nhà Đức đưa cho hai đứa, đứa 100.000 la mờ mỗi cô người ly cà phê. Rồi được rồi thôi đi đâu đi đi. Kết duyên thấy cũng tội nghiệp ghê quý vị. Thấy không? Chứ mình mà cười chê ai trong cuộc đời của người, có ai mà muốn lấy bùn đắt cây vào mặt mình bao giờ đâu. Nhưng mà ta sanh ra đời với cái nhân duyên khác nhau mà, hiểu không? Nó thì thấy chạy vòng do tam quắc, thấy lạng tới lạng lui mình thấy khổ ghê chưa. À, nếu như mà người ta tiếp nhận Phật pháp thì cuộc đời người ta có thể thay đổi đó chứ không dễ đâu. Nhưng mà người ta không đủ duyên tiếp nhận Phật pháp, biết đâu người ta gặp mình một lần vậy có khi nó có cơ hội tiếp nhận Phật pháp làm sao. Thấy không? Đó. Những đứa cũng chỉ đến chùa, rồi chỉ vô trang website của chùa mình để nghe pháp. Thấy cũng có ấn tượng, mà thấy ông thầy này vui quá. Thì con nhỏ ngồi phía sau nói rằng là công nhận quý thầy nói chuyện vui thiệt nha. À, chắc nó nghĩ là ông thầy nào cũng nói chuyện vui vậy quý vị. Chứ gặp người khác người ta không nói gì đâu. Với một là người ta không biết thế nào nói gì đâu. Thấy không? Phát tay đi chỗ khác. Còn mình thì mình thấy cũng tội nghiệp, người ta biết đâu vài câu kết duyên đó, vài câu lả lướt một chút mà mình có khi mình lại độ người ta làm sao. Có dính dáng cái gì đâu sợ, ai ăn thịt ăn cá nhau được đâu, hiểu không? Nó nên sống trong cái cuộc đời này không có ai ăn thịt ăn cá mình được, nhưng từ khi mình cho ăn người ta mới ăn, hiểu chưa? Chứ không có ai ép buộc mình được cái gì đâu. Nên trong cái cuộc đời này mình sống mình phải hiểu cái điều này. Nên những đức nói rằng là chúng ta sống trong cái cuộc đời này nó bao nhiêu cái nghề để tạo ra cái nghiệp, mà mình may thay mình gặp Phật pháp là mình tạo ra cái tịnh nghiệp. Đa phần trong chùa mình là ngày nào cũng tu phước tu duyên lớn. Chùa mình là ngày nào cũng tu phước tu duyên lớn. Tại vì sao? Vì lượng người đông quá. Mấy cô nội nấu mũi cơm thôi là cái phước duyên của cô lớn cỡ nào chưa. Một câu vật hiệu của chùa mình niệm thôi là bao nhiêu người cùng niệm rồi. Nên chùa mình tuy là những đức ở nơi, nhưng mà một ngày những đức tu phước tu duyên với bao nhiêu con người luôn đó. Nội những buổi giảng những đức bao nhiêu trang chia sẻ, rồi bao nhiêu tư tưởng những đức khuyên người. Quý vị coi ở nơi thôi đó, không đi đâu cả, không có một kinh doanh gì hết. Vậy mà chỉ có đem Phật pháp giới thiệu thôi mà chùa mình ổn định đầy đủ, cuộc sống đâu giờ đó đàng hoàng. Rủ Phật tử về tu yên tâm. Mấy bữa trước có người ta đem lại, người ta cúng 5 tấn nếp, 5 tấn gạo, thấy 10 tấn rồi, thấy không? Nó là để vô cái kho chùa hộ pháp, thấy cả kho gạo nếp. Nhớ lại nhà mình ngày xưa có cái lu chút xíu, mua con thùng gạo mà lấy quay là vét vét cái đáy lu là biết à. Rồi đi mua gạo mua thiếu. Mà bây giờ chùa đông người vậy nó mà gạo chắc quá trời luôn. Vì coi thấy cái phước của người tu mình chưa? Tại sao á mình gặp Phật pháp mà mình đi để cho nó thiếu thốn? Tại vì chính mình không biết áp dụng cái pháp của Phật. Những đức khuyên quý vị nên áp dụng cái pháp của Phật đi. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rất rõ ràng, này các con, bước ra đây ta cho của báo nè. Đừng nên làm kẻ cùng tử. Của báo ta đã tặng để vào tay rồi. Vì sao đi làm kẻ cùng tử, đi vòng vo tam quắc đi tìm của báo? Khi gặp lại Đức Phật, Đức Phật nói kìa của báo kìa con. Ủa của báo đây hả Đức Phật? À đây đó con, đã có của lâu rồi mà tại sao con đi tìm của? Nên chúng ta gặp Phật pháp là có của báo đó quý vị. Nhưng mà chúng ta có khi không khai thác được cái của báo này. Chính bản thân những đức học Phật đã khai thác được của báo này đó. Nên những đức tin chắc 100% Đức Phật đã trao cho chúng ta của báo.
mà ai cũng được giao. Nhưng do chúng ta có khai thác được cái trí của Phật để có của báo hay không, đó là tự mỗi người nhận thức. Từ khi chúng ta gặp Phật Pháp tới giờ, chúng ta sẽ có niềm vui 100%. Xuất gia hay cư sĩ gì cũng vậy, cũng có niềm vui. Nên những đức có cái bài học tập, cái bài chia sẻ rằng vì sao tôi xuất gia, có bài chia sẻ đó mà. Rồi có bài chia sẻ là vì sao ta đi tu. Đi tu là sự an lạc mới đi tu. Chúng ta tìm đến cửa đạo là có sự an lạc mà. Phật Pháp đã cho chúng ta sự bình an này rõ ràng rồi, còn gì quý vị. Quá bình an mà. Quý vị coi những đức ngồi đây cũng như quý vị, chúng ta ai cũng chịu nóng hết chứ. Nhưng mà những đức cảm giác rằng những đức nói chuyện rất là thoải mái, dù là có khi đổ mồ hôi này thấy chưa, ướt cái chân này thấy không. Nhưng mà mình thấy mình thoải mái là vì mình truyền tải những tư tưởng, cảm thấy chúng ta có cái bình an. Quý vị biết rằng cái bình an trong cái cuộc đời này nó truyền tải qua tư tưởng quý vị à. Có khi vật chất nó chỉ là một cái ảo ảnh để giúp cho mình vui một chút nào thôi, nhưng mà truyền tải cái tư tưởng vào nội tâm quý vị càng vui thêm. Tại sao người ta thứ bảy chủ nhật ta về chùa mình đông gì? Vì người ta được truyền tải cái tư tưởng bình an vào nội tâm cho người ta đó. Những đức nói với quý vị nghe, quý vị chỉ cần nghe được sự bình an từ nội tâm là quý vị cảm thấy mình tích tụ một cái nguồn năng lượng gì rất là cao trong cái cuộc đời mình, nó sẽ an tâm. Thí dụ như quý sư cô trong chùa mình đi, nếu mà nhìn ngày xưa mà mình ở cốc với bây giờ, quý sư cô ở đây khác hoàn toàn. Rồi chúng trong chùa mình nghe cái sắc diện rất là tốt quý vị, ai cũng mập mạp, ai cũng trắng trẻo, mà đặc biệt lắm, người mình mà tích tụ nguồn năng lượng cao đó quý vị, da thịt quý vị nó mềm mại lắm. Những đức để ý đây là 100% luôn. Những đức nhận một bà già trước nay 2 năm, bả vừa vô những đức thí nghiệm, bả những đức thí nghiệm làn da của bà, đó là coi da mặt của bà nó làm sao, thì dai nhất là quý vị, cứng ngắc luôn. Vậy mà 2 năm sau ở trong chùa xem da mặt bả lại mềm lắm quý vị, mịn lắm mà mềm lắm. Thì ra là con người khi mà năng lượng thiếu quý vị, khi con người mà thiếu năng lượng là làn da mình nó khô liền, và tự nhiên nó sẽ bị nhăn và dai chắc lắm. Còn con người mà khi năng lượng đủ quý vị, da mặt quý vị sẽ rất mềm, da mặt từ từ càng mềm lại, mịn màng lại liền 100% luôn. Và thịt da cơ thể bị rất mềm, rất mềm, rất mát. Còn con người mà khi mà nó thiếu năng lượng là nó khô khan lắm quý vị, nó rất là khô khan luôn. Từ nơi đó mà con người chúng ta cần nghe Phật Pháp để mà tích tụ cái nguồn năng lượng. Mà năng lượng đầy rồi con người trí sáng lắm quý vị. Con người mà năng lượng đầy là trí rất là sáng. Mà nhất là cái pháp niệm Phật này nè, là cái pháp cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh thờ mạt Pháp này. Mà bất cứ một hạng người nào cũng gì nghe có môn tịnh độ này mà tiếp nhận, đây là của báo vô giá. Những đức nó 100% luôn. Một đứa bé nhỏ mà bị bệnh đau thôi quý vị kìa, nó ngồi ngoài có đó kìa, mẹ nó nói rằng nó không nói chuyện được đâu. Vậy mà giờ nó niệm Phật, nó nói chuyện lớn tiếng quá trời, niệm Phật ầm ầm luôn. Mà nhìn nó rất là có duyên nghe quý vị. Nó những đức nói với mẹ, tuy nó có duyên vậy nhưng mà đừng có để cho nó hết duyên. Là con nít trong chùa mình tại được nhiều người thương, nên từ nơi đó mà có khi nó lại thành lì. Người ta thương nhiều quá nó thành lì, không phải giỡn đâu. Nó bây giờ lanh lắm, bây giờ là biết nói chuyện đồ ngon lành luôn. Mà một đứa con nít bị bệnh đau mà niệm Phật mà chuyển hóa. Những đức nói rằng là mỗi một con người chúng ta gặp Phật Pháp có thể chuyển hóa được. Dù bệnh đau gì quý vị cũng có thể chuyển hóa được chứ. Chỉ cần một quyết định học Phật, quyết định tin nhân quả, hướng thiện, cái tâm mình thiện tâm này nè, là nó quá giải cái ác của tâm. Mà quá giải cái ác của tâm thì nó giải cái nghiệp. Mà giải cái nghiệp thì nó hết bệnh. Nó 100% luôn. Nên chùa mình mà mỗi lần mà tổ chức một chương trình gì lễ hội, quý vị biết rằng là nó đặc biệt lắm. Giúp bao nhiêu con người luôn. Bao nhiêu con người người ta đi đến chùa mình mà người ta được lợi ích qua những công đoạn nói chuyện đơn giản, truyền tải những tư tưởng đơn giản mà người ta làm được. Nên từ nơi đó mà mình gặp được một ngôi chùa gì, mình cơ hội mình tu phước duyên, mình dẫn người ta đi tu. Mình mang một cái tâm chân thật nhiệt tình giới thiệu, dẫn người ta đi tu. Nó như cái cô kia mà cô dám bỏ tiền, cô dẫn 1,000 người đi tu. Quý vị biết rằng những đức nói rằng mình làm chưa được như cô thì mình cũng làm hết mình dưới khả năng của mình. Còn như cô này cô làm được, mà trong số lượng 1,000 người đó đưa tiền cho cô phụ trợ của nó không khỏi được. Cái này là gọi là đi xe không đồng, là không đồng thiệt, là hoàn toàn không hết tiền. Muốn cúng dường bỏ bao thư cúng tao Tam Bảo đi, còn ở đây là không đụng một cắc nào, hoàn toàn phi hết luôn. Thì quý vị biết rằng là cô đã làm là làm tới luôn. Vì cái cô này khác mình, một là điều kiện của cô đầy đủ quá, hai là cô không có chồng không con,
mà điều kiện cổ nhiều lắm, cổ cải, cổ đắc đai, cổ ở Vũng Tàu này nhiều dữ lắm luôn. Từ nơi đó mà điều kiện người ta mạnh quá thì người ta làm được điều đó. Những đức nói rằng tất cả tiền bạc của cô mà đổ vào Phật Pháp mà dẫn người đi tu hết đi, cuộc đời của cô thấy ý nghĩa quá trời luôn. Mà cô thích hộ trì chùa này chùa kia lắm, nhiều ngôi chùa người ta biết là người ta nói người ta muốn tu giống chùa mình, nhờ cô hộ trì. Những đức nói cô một câu này nè, nói qua vậy thôi chưa đủ đâu, muốn tu luôn á mà cô hộ trì là kêu cái vị ở đó đó lên đây, rồi những đức hướng dẫn cho, mà dê phải chân thật hướng dẫn ta tu thì cô cứ hộ trì. Còn nếu như mà họ không chịu tu vậy thì nói cho có thì làm gì bây giờ. Nên nói là phải làm thiệt. Mà cái pháp tu này mà chịu áp dụng ở đâu là thành công ở đó quý vị. Mà người ta không tin, người ta không tin quý vị ơi. Ngộ gì cái tin là hiếm người tin lắm, mà người tin là thành công. Tính ra hai ba thầy, một hay sư cô miền ngoài vô đây nghe, mà người ta đem về ngoài người ta áp dụng thiệt luôn. Mà người ta nói trời ơi, công nhận hay thiệt. Áp dụng phương pháp tu hướng dẫn đơn giản, nhưng mà Phật tử về ào ào, chùa thỉnh lên liền, là ta làm thiệt, thỉnh liền quý vị. À, thì quý vị coi như chùa mình đây này, quý vị coi những đức gặp Phật Pháp đó, giờ niệm Phật không, nó từ hộ Pháp qua Đại Tùng Lâm, Tùng Lâm qua đây, rồi phát triển bao nhiêu đậu tràng, bao nhiêu con người khắp nơi nơi. Quý vị cái thấy thành công mà thịnh vượng, mà sống nơi không cần đi đâu hết chứ, mà còn dạy được Phật tử nhiều người ở nhà tu được. Những đức nói với quý vị nghe, tại gia đình mình nên có ngôi tam bảo, và có phương pháp tu, có điều hộ niệm, có sẵn hết chứ. Quý vị cứ làm đi. Những đức khuyên quý vị là chân thật ở nhà mà hai thời tu đó đừng có bỏ cuộc. Rồi mỗi ngày giảng pháp hai thời tới đừng có bỏ. Cứ bấm vô đăng ký cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ thì quý vị cứ đăng ký đi. Những đức nói với quý vị có một ngày nào mình sẽ áp dụng được, tại gia mình mà không đi đến chùa được đó. Tại vì sao? Có khi phát dịch sao? Quý vị cũng không đi đến đâu được. Hoặc là bây giờ dịch thì dịch nhưng mà đi đi à. Bây giờ người ta cũng không có cấm cản cái chuyện này nhiều. Nhưng mà nó có những trở ngại gì khó khăn là tại gia mình đều tu được hết chứ. Nên mình phải dự trữ trước là gia đình phải có ngôi tam bảo, có phương pháp tu. Làm sao mà luyện được cái tâm mình an trong mọi cảnh duyên gặp trở ngại gì. Bây giờ mình là người tu, mình tin nhân quả rồi, dù cái sự cố gì mình cũng phải an tâm trước đi. Mình an tâm mình mới độ người ta được. Nhà thì ai cũng bất an, ai cũng sợ, nó cuồng trí cuồng tâm. Còn mình thì an tâm là mình tỉnh táo, mình sáng suốt à. Nên người ta nhìn mình, người ta nói ô công nhận học Phật hay ghê. Gặp sự cố người này là người bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Còn họ thì rối trí không làm được gì. Nên quý vị tu làm sao mà khi gặp sự cố quý vị vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh, đừng có háo hức, đừng có lo sợ, đừng có bất an. Thì người ta nhìn mình mới dễ độ. Còn bây giờ mình là tu mà gặp sự cố gì, nghe tin tức gì, cha mẹ, ông bà, ai mắc, ai bệnh cái là hú hồn. Vậy thì mình là người tu gì dở quá. Mình là người tu mà định lực vô thường đến bất tử, giàu, nghèo, đẹp, xấu, lùng lé, hôi xuống, trẻ già, ai muốn đến lúc chết là chết à. Chúng ta phải tin điều này, thọ mạng đến lúc chết là phải chết. Nên chúng ta đừng có đặt vấn đề nặng nề, nghe tin bình tĩnh. Nghe tin ai bệnh đau ai chết cái là A Di Đà Phật. Thấy không? Đó, phải vậy đó. Chứ không phải nghe rồi cái giật thình mặt mày xanh lè xanh lét, không phải. Nghe mà cái mặt xanh lè xanh lét giật thịt chứ thì thua rồi. Mình tu mà cũng như người đời vậy sao độ người ta? À, mình tu mình phải làm sao mình gây dựng được mình. Nên chúng ta mà được gặp cái ngôi tam bảo gì để nuôi dưỡng cái tâm này, những đức nói với quý vị gần gần ở đây cố gắng, chứ đừng có tách xa ra. Nói thật sự quý vị biết cái thiệt thòi lớn nhất của đời người là gặp không gặp Phật Pháp á. Mà gặp Phật Pháp mà không gặp được cái pháp tu, không gặp được ông thầy nhiệt tình ông chỉ mình á, không có tâm giải thoát á, cái đó mới là cái thất bại đó, hiểu chưa? Thất bại đó là từ ngay cái chỗ là mình gặp Phật Pháp mà mình không có cái tâm giải thoát. Mình không gặp được ông thầy nhiệt tình ông chỉ mình giải thoát. Ông có nói cặn kẽ cho mình nghe, đó là uổng cuộc đời mình gặp Phật Pháp. Quý vị biết những đức gặp Phật Pháp, những đức thấy vô cùng xứng đáng. Những đức cũng đem cái xứng đáng có được này, những đức chia cho quý vị đó. Bằng cả tấm lòng mình chia cho quý vị, nhiệt tình hết mình. Những đức thường nói hoài, bây giờ làm được đủ duyên, cứ là làm nỗ lực hết mình đi. Cực lực mà làm đi, giờ năm nay cũng 42 tuổi còn khỏe quá. Nên làm tới đi. Sau này mà lớn tuổi một chút nữa, mà khi mà duyên mà đến lúc nghỉ ngơi thì cũng khỏe nữa. Tại vì sao? Vì mình đã làm hết lòng hết dạ mình rồi. Đối với Phật tử người ta cũng cảm nhận được những việc mình làm. Nói mà cái chuyện quý vị biết rằng thấy mà lễ 2000 lại đã là khó rồi. Vì thấy từ xưa giờ có ai tổ chức đâu. Nhưng đứa cũng nghe mấy chỗ định tổ chức mà cuối cùng bật âm thanh cho ta lễ không? Không có lên nổi đâu. Muốn phát triển được thì phải tự mình làm á. Làm đi. Tự thân làm, sau này già mới bật âm thanh. Còn trẻ mà bật âm thanh là người ta chưa tiếp nhận mình đâu. Nó phải tự mình làm. Cái gì cũng vậy quý vị.
hãy bỏ công thì nó mới có trọng lượng của nó. Còn cái gì mà mình không bỏ công mà muốn có cái quả thì khó lắm. Ta nói là đã nói là công quả thì phải bỏ công nó mới có quả, phải chịu khó chịu cực. Những đức cũng phải chịu khó chịu cực. Quý vị coi á, cái bữa 500 lại mà cái bữa bên đây quý vị thấy đơn giản không? Không chịu khó chịu cực sao làm, đúng không? Đó. À, chúng ta là người nghe đạo, biết tu, muốn độ chúng sanh qua hình tướng bằng cách nào? Người ta vừa nhìn mình mà người ta muốn tu là ngay chỗ thấy mình lúc nào cũng thấy an lạc quá, thấy vui quá, nên người ta muốn tu theo. À, giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, khi Ngài bên Úc, đạo tràng của Ngài từ ở nước khác đến đó đi định cư ở đó. Tất cả những người trong đạo tràng của Ngài phần nhiều lúc nào người ta cũng vui á, nên những tôn giáo khác nhìn thấy thì những tôn giáo khác người ta ngưỡng mộ, người ta đến người ta hỏi: chúng tôi thấy các người sao lúc nào cũng vui vẻ quá, các người làm cái gì mà vui nhiều như vậy? Thì lúc đó Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng là: chúng tôi mỗi ngày học Phật Pháp. Họ hỏi học Phật Pháp là học như sao? Thì Hòa Thượng Tịnh Không người nói là học vui vẻ, học an lạc, nên lúc nào chúng tôi cũng vui vẻ và an lạc. Thì những người đã nói rằng chúng tôi cũng thích học vui vẻ, học an lạc, nhìn các người là chúng tôi thích muốn học theo. Thì Hòa Thượng Tịnh Không người nói rằng là vậy thì thứ bảy các người cứ đi đến cái nơi của các người học, chủ nhật đi đến đây để học vui vẻ và an lạc. Từ nơi đó mà người ta nhìn mình vui vẻ, an lạc, tự tại thì người ta muốn học theo. Nên muốn độ chúng sanh qua hình tướng thì chúng ta phải có sự an lạc. Thí dụ như mình là người nghe Phật Pháp, người tiếp nhận Phật Pháp mà mình còn không vui vẻ, an lạc gì, mình kêu người ta tu gì vậy? Kêu người ta tu gì vậy? Thí dụ như giờ Nhân Đức học Phật Pháp mười mấy năm nay, nếu như Nhân Đức không có một chút gì an lạc, không có một chút gì vui thì làm gì cái chuyện mà quê những đức ta lên đây có khi lễ lọc 300 mấy chục người, hay là Phật tử quý vị khắp nơi nơi về đây làm gì vậy? Về đây buồn quá trời luôn, mỗi lần gặp thầy là khóc, hoặc là mỗi lần gặp ổng là ổng than thở tiền bạc. Mình ngoài đời đã kiếm tiền khó mà gặp ổng còn khổ hơn. Vậy mà nói Phật Pháp là có phước, tôi có thấy cái gì có phước đâu. Nên từ nơi đó mà ta gặp mình ta muốn không muốn học Phật, mà ta gặp mình ta không muốn học Phật, vậy cái hình tướng mình là diệt pháp. Và cái hình tướng mình mà diệt pháp thì sao mình có phước? Còn ta nhìn hình tướng mình ta muốn tu là mình có phước. Nhớ. Có nhiều người ngồi ở đây mà nghe chia sẻ Phật Pháp mà được quay phim cũng có phước lớn. Tại vì sao? Vì thấy bị cười hoài. Có cái cô đó, cô trên thành phố, cô xuống chùa mình, cô tu, cô nói rằng con thì không có nghe pháp của thầy, nhưng mà con nhìn mấy cái tấm hình mà khi làm phim mà thầy làm phim thầy chụp đại chúng á, con thấy cười nghiêng cười ngửa, rồi để cái hình của thầy ngồi giảng cũng cười. Con lướt ngang qua con nhìn thấy sao mà phim ảnh này có hoài mà thấy cái hình của đại chúng ở dưới cười nghiêng cười ngửa, này cái gì mà cười dữ vậy trời? Thì họ mới bấm vô, thì bấm vô cổ coi, thì cổ coi cổ cũng cười, cuối cùng cổ coi luôn, phải đến chùa mình tu luôn. Hay không? Nên từ nơi đó mà ta nhìn mình vui vẻ thì ta thích vui vẻ. Trong cái cuộc đời này là vậy đó quý vị, niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất. Nên quý vị tuần nào thứ bảy chủ nhật cũng đến là do niềm vui mà đến. Nếu như không có niềm vui không bao giờ đến làm gì đâu. Nó thật sự luôn. Ngồi nóng. Bữa nay chờ mưa hồi tối, Nhân Đức đang giảng pháp. Cái đó cũng khoảng 5 giờ mấy.
mưa. Mấy năm mưa đầu này thời tiết bây giờ nó nóng quá, mưa xuống cái nó bốc lên, bốc hơi nóng, đúng không? Nếu mà gặp mấy đám mưa đầu này mà mưa nhỏ quá là ưa bệnh lắm đó. Nhưng mà nhờ mấy đám mưa này cũng lớn cũng được, nhưng mà nó bốc hơi rất là nóng quý vị, đúng không? Nếu như bây giờ mình ngồi đây mà mình không có sự an lạc cái chân mà nó nóng cái này thì chán chết được. Thôi thứ bảy ở nhà ngủ vứt cho rồi, ở đây làm gì? Hiểu không? Đó. Bây giờ quay phim mà tao gọi xuống thấy quý vị á, nhiều người xa tao nói ước gì tôi được đi đến đây. Nghĩa là tao coi những buổi giảng mình mà người ta cứ bình luận là ước gì được đến một lần. Rất nhiều người ta ước gì được đến một lần. Ta xa quá. Cái chuyện đi cũng không phải đơn giản. Vé máy bay này kia đồ tiền bạc đi cũng không đơn giản. Mình may mắn mình gần, muốn đi mình đến, mình đi tới đây. Nên mình đi đến được đây, mình nghe nói có những người người ta ước được đến một lần. Tự nhiên trong lòng mình thấy mình sao mà mình hạnh phúc ghê. Tại mình được đến gần chùa này, mình được đến hoài. Hoặc là gần gần đây sẹt đến cái Tết. Vậy mà có những người sát bên đây người ta đem kiệu qua rước người ta cũng quên. À, đâu có đơn giản đâu. Đâu phải ai cũng có duyên đâu quý vị, nói chuyện giỡn hả? À, có thể giờ này người ta ngồi quán cà phê người ta nhịp chân dơ, tán ngẫu, tán dốc đồ chơi. Nên trong nhà Phật mới có câu nói rằng là cái duyên phước của một con người hướng thượng thì họ sẽ hướng thượng. Cái duyên phước của con người mà đi vào tiêu cực thì họ đi vào tiêu cực. Quý vị biết rằng nếu như chúng ta nghe đạo là càng ngày chúng ta càng mở rộng con đường ra. Còn con người chúng ta mà không nghe đạo là càng ngày càng thu hẹp con đường của mình đi lại đó. 100% những đức thấy rằng là như bản thân những đức là bây giờ là càng ngày những đức càng mở rộng con đường mình ra. Nên những đức hỏi các anh em huynh đệ trong chùa, những đức nói rằng là mình càng tu thì mình càng thương người hay mình càng tu mình càng ghét người? Nếu như mình càng tu mình càng ghét người ta là mình tu sai rồi đó. Mình càng tu mà tâm lượng mình càng thương người là đúng rồi đó. Nên mỗi người tu mình coi lại cái tâm mình, coi mình càng tu mình càng thương người hay mình càng ghét người. Những đức thấy rằng những đức càng tu những đức càng thương người nhiều lắm, mà những đức thương quý Phật tử nhiều. Tại vì sao? Vì mình nói chuyện mà người ta ngồi người ta nghe thì mình thương người ta nhiều chứ sao. Còn cái người nào mà không ngồi nghe mình thì mình ghét. Hiểu không? Chứ sao giờ ta ngồi ta nghe thì mình thương, còn ta không nghe thì thôi, chứ mình có ghét làm gì. Hiểu chưa? Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị, chúng ta gặp Phật Pháp, gặp Pháp Môn Tịnh Độ, cả đời niệm Phật, không ai dao động được tâm mình để bỏ tịnh độ. Và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau Tây Phương Cực Lạc nha. Ai về đọc rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.